Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở trên mới quay mới chạy ra rồi. Đây hả? Đường đỏ vô. Vậy nó nằm trong bão mẹ. Ủa gì? Trong cái đường dầu mới vậy hả? Còn trong đây là Hòa Lùng với anh Đẹt hả? Ủa còn cũ này bỏ cũ lại mai chạy tiếp hả? Mì nè, hình như là mì bên của anh Cường. Cường phải mì. Chạy 5 cái rồi, giờ là để mai chắc tiếp. Giờ đang chắc cây đây các bạn. Anh em mà chắc cái này chắc cũng cả tiếng nữa mới xong các bạn. Còn lâu mới xong ha. Con này không có tiếp cận được các bạn ơi, xin không à. Chỗ này không có lội xuống đường nha. Một lát nữa mình quay cảnh anh em chạy ra thôi. Trời cái này đám này tốt nè, tốt cây hay lấy cây làm giống nha. Hình như là 1.40 nãy giờ lấy là mình cũng lấy lại bán các bạn ơi. Bán chứ không phải là mình lấy lại để dành mình xài. 1.40 nãy giờ thì qua mì ruộng rồi, tới mì ruộng lại thì mình lấy giống ở ngoài miền ngoại về chứ không có lấy giống ở đây trồng lại. Đa số bằng đông 1.40 ở đây á là đưa qua bên bán qua bên Cam nha. Nhưng mà năm nay giá nó cũng rẻ hơn năm rồi. Bữa mình quay trên Trà Là mình hỏi thì nó cũng tầm khoảng 15.000 một bó các bạn. 15.000 bó nha. Đa số bằng đông là 1.40 đi qua Cam nhiều nha. Hoặc trong khi đi ra miền ngoài xong cái đầu mua ra miền ngoài mua ngược lại vậy đó. Đổi qua đổi lại sao mà trồng nha. Chứ còn một mình trồng lại á, trồng lại là nó sẽ bị bệnh nha. Trồng lại bị bệnh nó sẽ bị quăng đọt. Chắc xuống dưới giờ đang quay đầu xe lại nè. Cố lên, cố lên. Cố lên. Kiểu mình quanh á, quanh cái bánh mọt nó ăn vô cái đất mới á, nó nặng nha. Cố lên, cố lên. Qua luôn. Đi luôn, tới luôn. Ồ, mạnh dữ. Ok ha các bạn. Ok, con dê, tê tê. Rồi, chắc cái dài lên nha, chắc cái dài lên gần gần mình quay cho các bạn xem nha, chạy ra. Quay cảnh chạy ra bò ngang cái kênh nha. Anh em quành lên tới đây nè. Còn một đoạn nữa là xong nha các bạn. Một đoạn nữa đây nè. Ở đây là tới đây ha. Tới miếng này là xong nè. Chiếc này mình quay nãy giờ chứ mình không có biết nó là chiếc máy luôn các bạn. Không biết nó là Bluewood máy ha. Tại xa quá thấy không có rõ. Tại cái máy zoom của mình nó hư rồi. Cái máy zoom nó hư các bạn nên nó là không có đem theo được. Chắc lẽ bữa hai nữa mình đi Sài Gòn sửa nha. Bữa hai đi Sài Gòn sửa xong rồi mình mới về zoom các bạn. Zoom cho các bạn xem cho rõ chút xíu nha. Tại vô mùa mưa rồi, có nhiều cái mình không có tiếp cận gần được á. Nên bắt buộc rồi, có nhiều lúc là mình phải ở xa. Ví dụ như các bạn xem đây nè. Ở đây được bờ kinh. Ở đây mình đi thẳng vô là đi vô trong xuống đình nha. Ôi lộn, đi vô trong bão mẹt nha. Ở đó đi thẳng vô bão mẹt. Còn ở phía sau đây. Phía sau đây là mình đi thẳng là vô xuống đình. Đi thẳng vô cống năm miệng luôn nha các bạn. Cống năm miệng. Thì ở đây nó có một cái mương qua nè. Đi vòng tuốt qua bên kia đám chàm cũng có một cái đường bờ đi cặp mấy ruộng ra các bạn. Cặp mấy ruộng ra thì nó cũng tới cái bờ bên đó nha. Không có qua cái nắm đất bên đây được. Nó là mình ở đây quay.
quay xong mình quay cái cảnh chiếc nó chạy bò, nó chạy bò lên bờ kinh ha. Nó bò lên đường này nè, nó bò lên trên lộ, lên lộ xong ấy, chạy tới cái cống đằng đó đó, đi vòng qua bên kia, à, vòng qua bên kia xong đi đi ngược vô bạn mẹt nha. Sáng giờ chiếc này là nghe nó tăng bo đâu 4-5 bát, tăng bo đi vô bờ kinh á, đi vô xưa vô bạn mẹt á. Giờ mình ngồi đây mình canh chạy ra này, có mấy dùm, có mấy dùm là hết bài luôn nha, có mấy dùm đem cái dương trống theo nó là ngay bài luôn. À, cái cây giống này là các bạn giống 140 nha, à, anh em mà bó, anh em bó là một bó 3.000, bữa anh quay trên Trà Là các bạn, anh em bó là một bó 3.000 nha, giống 140. Còn nếu mà giống 05 hay là giống HN1 gì đó thì giá nó sẽ khác nha, cái nào khó bó thì giá nó sẽ cao hơn chút xíu. Nếu mà công bó, bó 3.000 rồi, à, bó 3.000 rồi, tính ra bán bó có 15.000, công 3.000 thì chở về nãy kia đi giao cho lái hay là nãy kia, tính ra bán bó cũng lại đâu còn nhiều đâu các bạn. Hôm nay cây mì nó rẻ nha, nay cây mì rẻ rồi, nhóm tay lên bó nữa đó, nữa nhóm tay cái chưa hả, đang còn mấy bó bên đó nè. Rồi, lấy hết mấy bó đó nữa. Còn nữa. Rồi, bó đó nữa mới tới đó. Còn ít thôi các bạn. Chỉ cả 3 phút nữa. 3 phút nữa là ra. Ồ, có đèn. Đây có hai người ở dưới, người trên đánh lâu nha các bạn. Hơi lâu chút xíu. Xe bắt nhạc cũng hơi lớn ha. Còn 7 đống nữa. Đống cho cỡ 4 bó, 5 bó gì đó. 7, 5, 3, 5. 3 mấy bó nữa. Nhâm tay mấy cái nữa nha, nhâm tay mấy cái nữa mới ra. Rồi nhâm tới. Ở đó còn một đống ha, ở đó còn một đống, xong rồi tới tới phía dưới này hai đống nữa nè, hai đống nữa là ra luôn nha các bạn. Một đống khoảng 5 bó ha, anh em thường thường để nó đều bò 5 bó gì đó, à, mình tính cho nó dễ. Đây còn củ mì lại nè, củ mì còn lại, xong rồi còn khúc nè, còn khúc chở hết nổi rồi. Chỗ đầy xe rồi, xong rồi để lại mai chở nha. Một này một nhỏ nha các bạn. Một nhỏ. 825 ha. Lấy bên kia trước. 140 thì bó nó nhỏ các bạn, bó nó cây nó nhỏ, bó nó nhỏ nên cũng gọn ha. Rồi bên kia xong rồi đó nha. Còn bên đây nữa là xong.
Ê trời ơi, hát xì luôn rồi. Quà này muốn cảm các bạn ơi. Quá trời, nắng mưa. Dầm mưa, dầm nắng, dầm mưa. Rồi bây giờ ra nha. Ra nha. Đợi xuống cái. Rồi quất. Dạ luôn. Ở dưới đó đất cứng ngắc hả? Cứng. À. Vậy là sáng giờ có chiếc này chở không à? Một chiếc 5 vuốt. À 5 vuốt. Vuốt cho cả 2-3 tấn vậy hả? À vuốt được 6 tấn. Vuốt 6 tấn luôn. Ồ, chạy dữ vậy. Dạ chạy vòng qua bên kinh bên kia đi ra bảo mẹt ha. Này có kinh tắm đã ha. Đợi em chạy vòng lại ha. Đợi em trai chạy vòng lại. Giờ phải lâu rồi. Lấy nó nhỏ rồi để lá luôn nha anh em, ta không có vớt lá giống như là mì 05 cuối vụ, để lá luôn. Bò qua chỗ này xong quanh ngược lại nè. Bò này bờ kinh thì nó dằn dữ lắm nha, ổ gà ổ voi không. Thấy dằn tưng tưng không? Mấy dịch sợ bỏ chạy. Chiếc này vỏ trước còn bánh nhỏ nha. Còn 11.220. Rồi thôi cái video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video của mình nha. Bây giờ mình không biết bây giờ không biết đi quay khu vực nào đây. Tại vì giờ trễ quá, đi lên là 7-8 năm đi lên tâm thông thì trễ quá ha. Khi nào vô vụ nhiều mình mới đi lên quay khu vực cho nó. Nay thì mới nhỏ à, nên là mình quần cái cánh tua hai rồi nhiều các bạn. Tua hai với bên
xuống đình đâu nè, tôi hay xuống đình nha. Đó, đây dịch nhóc cho nè. Rồi chào các bạn nha.